từ 4 giờ sáng đi ra ruộng rồi giăng câu rồi bắt cá, bắt cá về rồi đem đi bán, bán xong rồi gì người ta về nhà, về nhà rồi giặt nguyên một đống đồ, rửa nguyên một thao chén. Mà nó ơi ra đây tôi biểu coi, mà nó đầu chưa chạy chưa chật rồi, giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong, làm gì mà như dở đậu vậy ta. Con Út đâu rồi, ra biểu coi. Con Út đâu ra đây ta biểu coi, nói đi tìm thằng hai về thấm nước ruộng, làm gì mà nãy giờ không lẹ đi, làm gì mà như dở đậu vậy. Đó ông thấy không, con ông á kêu hồi nãy giờ mà nó không ra, nó mua tô hủ tiếu cho tôi ăn nữa à, dạy con vậy đó. Mình ơi, sớm chiều giá dầu nắng mưa, tôi đi ruộng nương suốt mùa, tôi đi vào câu giữa trưa. Tôi biết mình đi lấy xuồng chèo ngược nhánh sông, nhớ tìm một ít bóng kho nấu cơm rồi tôi sẽ về, nhớ không mình ơi mình hơi chán ghê. Tối ngày cứ nói tao ngu không à, nguyên cái xóm này có ai nói tôi ngu đâu, nó chỉ nói tôi khờ chút thôi, tôi không có ngu. Mà nó ơi ra đây tôi biểu coi, mà nó đâu chưa chạy chưa chật rồi, giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong, làm gì mà như dở đậu vậy ta. Mình ơi em về rồi nè, em mới mua bộ đồ mới đẹp hơn mình. Mình ơi con Út đâu rồi hả mình, con Út đâu ra đây ta biểu coi, nói đi tìm thằng hai về thăm nước ruộng, làm gì mà nãy giờ con lẹ đi, làm gì mà như dở đậu vậy. Trời nổi gà chơi à, hồi nãy dữ dằn lắm sao giờ giọng hiền mà dễ thương quá vậy ta. Bởi vì thằng ông mà nghe mấy giọng này bỏ xác giữa đường à. Chưa hết rồi mà không chịu nấu cơm, tụm năm tụm ba tụm bảy rồi tám, tám chuyện trên trời chuyện dưới đất, ui thiệt là má con Út nó ơi. Tại mấy bà hỏng cho em gì à, nên em phải ở lại nhiều chuyện, đừng cằn nhận nữa mà và con Út nó ơi. Trời gì mà cho cái em biến xác như thiên thần vậy trời. Bởi vì mỗi lần mà nó đẹp lên cái là nói cái gì tôi cũng chịu á. Mình ơi, sớm chiều giá dầu nắng mưa, tôi đi ruộng nương suốt mùa, tôi đi vào câu giữa trưa. Mình đi lấy xuồng chèo ngược nhắm sông, nhớ tìm một ít bóng kho nấu cơm rồi em sẽ về, nhớ không mình ơi mình ơi. Cây bộ vậy mà dễ thương lắm á, dễ xài nè, xấu xấu vậy chứ mà dễ sai lắm á. Nè, mình ở nhà nấu cơm, em đi tập gym chút bệnh gì à nha. Đi tập gym.